Term 45, general agent or general agency. A general agent has broad authority to act on the principal's behalf in a wide range of matters related to a specific business or activity. For example, a real estate agent with a general agency agreement might have the authority to list, show, and sell properties. Thuật ngữ số 45, môi giới tổng quát. Môi giới tổng quát có thẩm quyền rộng để hành động thay mặt cho người được đại diện trong nhiều vấn đề liên quan đến một hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động cụ thể. Ví dụ, một môi giới bất động sản có thỏa thuận môi giới tổng quát có thể có quyền tạo giỏ hàng, giới thiệu và bán bất động sản.